Alo, Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Đến video tiếp theo của anh em là hôm nay chị là anh em nước xuống ấy mọi người. Lâu rồi, mới có một hôm nước xuống thì anh mình em xuống anh em tiếp lại tục chuẩn bị đi săn bắt này. đi săn bắt. Là hôm nay là làm bữa tôm tích về để nướng mọi và cá trích. Hôm nay đợt này được mua cá trích đấy mọi người. Thì anh em làm tiếp một mẻ cá trích nướng này, rồi là ốc nướng này, đủ các loại ốc luôn, rồi Chúc mọi là người tôm một ngày tích. mới này vui vẻ mạnh khỏe nhá. Ok anh em, mọi người theo chân anh em đi Chuẩn bắt nha bị. mọi người. Hôm nay trời hơi sừng sừng nắng lên đấy mọi người. Ui trời. Đấy con này Thông mất rồi. thông là thông trong đây một con thôi, lỗ này có một con lỗ thông rồi, nhưng mà thấy nó có một con đấy lên này, Một đôi. cả đôi luôn nào. À một đôi. Đây. Đây, anh em phát hiện là được một cái nơi toàn con to không đấy mọi người ạ. Đây là bên sang bên khu mới này. Đây, anh em bắt tôm tít toàn con to không thôi, to với trứng không luôn mọi người ạ. Chung là cái dòng tôm tít này mà cái loại này mà to như thế này là bên đây là với là nhiều này. Toàn con to nhưng mà nó hơi khó lấy hơn thôi. Bên kia con nhỏ thì nó dễ lấy nhưng mà bên con đây là con to là cực kỳ cũng khó lấy đấy. Nó nằm trên cát khô ấy, mà nó ở sâu ấy mọi người. Cát đây bây giờ nó tháng này là cát nó bồi lên đây. Nó ở sâu lắm. Căn bản là cái ống của mình làm nó hơi ngắn. Chứ ống mà như là trước cái ống dài kia là hút thì khoảng độ tầm kể cả mấy thì mấy nó cũng không thoát được. Hoặc là dùng bằng cái que câu ấy. Còn bên đây là nó ở sâu. Cho nên là dùng bằng cái ống này hút đấy lên hai con này này. Đây lỗ đây các bạn này. Đúng đúng không? Bên này toàn có to thôi, to đúng rồi. Chung là bên đây tôm tích cụ. Rõ ràng giống như tổ tiên ông bà ở bên đây hết nhỉ. Con cháu sang bên kia. Toàn đại ca. Đại bàng ở bên đây hết. Đây là nó do cái cát nó vùi lên đấy chứ bạn. Chứ bên đây là trước nha, nó dày đến mức độ là đứng một chỗ thôi cũng giống như cái chỗ đoạn trên kia. Nhưng mà được cái là cái này mà cứ được con nào là ra con đấy đúng không? Cái chỗ kia ông nói nó dày mà mẹ toàn con trứng không sướng thật. Sâu lắm. Ống này không lạ. Xuống mãi với nước với có nước mà. Đây nè. Đây rồi, một con, hai con luôn rồi. Đấy. Đủ hai con. To lắm rồi. Trên này còn to không thôi. Thích lắm. Này, trứng. Hôm đấy nó vàng ứng như này. Đỏ ứng luôn đấy. À chà. Còn trống còn mái nha mọi người. Đấy. Ở bên này lấy con rang con mọi người, chất lượng. To. Tích bên này to lắm đấy, lên này. Nói chung là cái này mà có ống dài mới lấy được hai con được. Tầm sâu mới lấy được con mà đúng không? Thế là mùa này mùa trứng thì đa phần là nó ở đôi nhưng mà ống này chưa đủ tầm sâu của bên này. Cái mùa kia cái mùa 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 kia thì tôi thấy là lấy cũng không sâu lắm. Đây đây ơi đúng rồi. Ừ, con. Bây giờ nó mới ra. Ô hai con, ô không phải. Hai con đấy một con. Một con. To vậy mà. Còn to vậy cơ mà thảo hẹn nó ở sâu. To gì mà nó ở sâu là đúng rồi. Bây giờ mình phải đi nước nó trồi đây ông hiểu. Đấy, kiểu gì là kiểu gì cậu cũng lòi sang.
chờ không không được sốt ruột. Hả? Đúng rồi. Trứng rồi. Đấy, bỏ ra. Bình rồi. Thế nên còn nó to này. Đấy, lên một con rồi. Lên đây, bên đây. Không có đâu à? Ừ, nghe nó ụp đâu ấy. Đấy. Chỗ đâu? To lắm. Chả nghĩ là sâu lắm không? Là bầu nghĩ là... Ơ đây, con đây, 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 ông chú ơi! Đó, đó. Giờ này không bội được, đúng không? Ừ. Lâu có rồi. Đấy, đây, đây thôi. À, đây, đây. Đó. Đấy, trứng này. Thôi nhá. Giờ không bội được. Con trứng này. Bên đây, con to thì tiếc, cái này phải đào. Bên này to. Nên là không thể thả được. Sau khi anh em đi săn bắt tôm tít về đây mọi người, thì anh em đi qua chỗ cái khu vực cất mua cá trích, khu vực dưới biển này, đây là dân làng trài đang đi gả lưới cá trích về này, để anh em mua một ít cá trích về cùng làm các cái món cá trích nướng. Mua cá trích nên rất là rẻ mà nhiều luôn đấy mọi người. Anh em mua thêm ít cá trích để anh em không gánh được cá trích mà cá trích này phải đi thuyền ra, nên anh em mua về ăn cùng nướng cùng với tôm tít này, rồi là các món nướng hải sản của biển luôn đấy mọi người, ăn cực kỳ ngon. Thì hôm nay anh em sẽ làm các cái món như nướng, rồi chủ yếu là món nướng thôi, món nướng hải sản đồ tươi sống luôn đấy mọi người, cá trích rất ngon luôn đấy mọi người. Đúng. Cá tươi xanh nhìn chưa? Ao, cá này. Đấy, con cá về đấy. Ồ, cá chích cho lắm nhỉ. Bán một kỷ niệm luôn. Cá này đang tươi lắm nhỉ. Bằng nhau mà. À, gần bãi yến đấy, lặt bè con to rồi lặt đúng không? Đấy, thấy con to là tụt chụp luôn. Ồ, xem đây bạn ạ. Gỡ cá này. Cá bây giờ gỡ ra xong ăn quẳng đây này. Đấy. Cá lẹt, cá trích. Cá trích, cá lẹt. Đấy, người dân được. A hồ, quá nhiều. Này, trúng mánh rồi. Cá trích không? Cá trích với cá đùi gà à? Cá trích với cá lẹt. Nó lẹp rồi. Anh lưới lên xong rồi bán. Xong rồi là này, dứa. Đấy. Này là muối mắm thấy không? Dạ. Bọc này được mùa về rẻ là muối mắm là tuyệt vời luôn rồi. Để lạnh mua nó mới cần nha. Em đi.
Nhà ba không ra cân nữa. Đang ra. Nhà ba không ra cân nữa. Mà nhắn lấy vài cân. Ồ, nghỉ nghề. Nghỉ nghề. Em việc. Đấy. Nhặt con to đúng không ạ? Nhặt con to ạ. Đây này, đây ở trên đây có một sạch nhặt đỡ mất công dứa. Ờ. Em biết ăn chưa? Làm lô mà nướng. Ừ. Ừ. Đây là vài ba lô về nướng nè. Đồ lên nè cho. Quá nhiều. Đấy cái lạp cái chén. Ăn đâu? Cái nhỏ bây giờ hai bên không đủ. Đây cái gì là một đũa. Đây là bốc cái góc về cá để bốc cái thuyền này. Đây này, ở đây thôi. Em thấy ra là đủ nha, một đĩa đấy là em bưng đưa cho 20 cân nha. Xách đi về đi. Cái chích tươi xanh nhỉ nhá. Em thấy đâu. Họ ra thì đổ lại. To to lùng này. Dạ. Chú lò. Đây, trên đây to lùng như thế này. Đây. Đây. Con dây mình là cái con cá gì? Ôi. Đấy thì con đi, nó đưa họ, đưa tiền nó. Đúng rồi, không đó gì hết. Trần Hùng đang nhập cá. Ai? Mua mớ về nướng luôn. Bây giờ ngày hôm nay là không đi săn bắt được, cho nên là phải đi tự lặt này, tự mua này. Thật đấy bạn. Đấy cho mày. Đọc cái gì nữa rồi. Ừ. Ông ơi. Cho đổ vào đây ra. Cắt hết đi. Trong ngoài đây này. Trong hết rồi. À, bán 50 này. Hả? Lấy cân rồi. Lấy cân đây. Đây thành quả anh em đi bắt tôm tít về đây mọi người. Vừa mua cá này. Ít cá trích. Đang mùa cá trích nhiều. Đi bắt được tôm tít đây mọi người. Đấy, nhiều đến nay tôm tít toàn tôm tít to thôi. Tít trứng không. Còn nào nó đỏ ao rồi đây mọi người. Đã lắm. Đấy. Quá đã luôn. Đang bỏ ra đây để cho nó sống. Nhiều nước quá hơi ít thôi. Cho nó hơi hở một tí. Không, chứ nó bỏ vào cái kia thì đổ cái đấy ra trắng đấy luôn thì tâm sạch. Đổ luôn đấy luôn. Chiều là anh em nướng thôi.
Ở đấy anh em hôm nay đi bắt về thì anh em nói chung là tập trung để ngồi là ăn uống luôn đấy mọi người. Đây có 5-7 anh em thôi, ngồi chủ yếu là có tí đồ biển, nhậu tí cho nó hợp lý luôn đấy mọi người. Đây nhất là ốc này, ốc bắt này. Đấy, ốc này là ốc cay. Nên ốc cay. Này là cá trích này mua. Đấy, trích này được mua. Cá lưới người ta đưa. À lưới người ta mua đưa. À còn mình đưa người ta đưa cá trích còn là mình đưa tiền. Đây. Tôm tích là đang nhảy nha, chưa nướng. Rồi ok. Đấy. Đấy chuẩn bị là nướng tôm tích luôn. Đây là cá trích nướng mực nó rồi hàu. Đấy, rồi. Rồi, mọi người thấy video của anh em hay và ý nghĩa thì cho anh em xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Bye bye mọi người. Đây đúng bài hẹn đi rồi. Bên em là có nhóm 3-4 người thôi. Giúp thì anh qua giúp này. Không giúp à? Chỉ có ngồi tại đây nhậu rồi. Một là đây, hai là tập để cá. Để cá chơi đủ khu. Bạn đang mấy bước của bạn? Thấy đẹp gái một tí quay chứ nào. Đẹp ống nước đi. Xí nhỉ. Khu nhà mình lại hợp tác lắm. Chụp ảnh hay quay phim với bố là thích. Ai thông cảm là tóc em hơi bùi sụt chưa cắt được. Rồi ok em. Tối mai đi cắt tóc này kia mê đám. Cảm ơn rất là Hiếu ạ. Dạ em. Đây, đấy, đúng rồi này. Ok bạn này. Đây, món này, đặc sản này. Đây. Toàn những món đặc sản không nhá. Trong biển luôn đấy. Gần biển luôn. Cái này tôm tích này là ăn trứng ngon này, nó bằng khe luôn này. Bạn đâu mà đá chưa? Bạn đâu mình sang bên đây. Qua đá, qua đá. Địa mình ngồi nướng ăn uống thoải mái đúng không? Qua đá. Không, vẫn chưa thoải mái lắm anh ạ. Không thoải mái là bên nhà cũ em.